Ba bắt đầu quay đi, quay từ từ thôi. Rồi, rồi quay vô cái nhà chị luôn nha. Cái này là nhà sao á chị? Cái nhà đằng sau đây là cái nhà ở dưới hào á, để bạn bè đồ tới chơi cao kê. Rồi. Còn Đã. cái nhà này là cái nhà ở trên đồi á, để uống nước trà. Wow. Cây sa kê ha. Cây sa kê và cái phòng mà đầu tiên cái cây sa kê đó là cất để đó, chứ cũng không có ai, không có đâu có ai ở đâu. Cắt bỏ không vậy hả? À, Trời còn ơi. cái nhà, cái phòng kế bên là phòng của chị. Rồi, Đó, đâu chị, thì chị đâu chị vô cái nhà chánh coi, nhà chánh đâu? đây. Rồi, nhà chánh. Có cái gì cánh buồm xuôi gió nữa hay gì vậy? Xuôi gió thuận buồm hả? À, quá nhà đẹp quá. Rồi rượu tây, ai uống rượu tây dữ vậy chị? Con chị nó làm vậy đó, để vậy đó chứ đâu có ai đâu uống em. Rồi nhà bếp hoành tráng luôn. Đây em, rượu đây em. Trời ơi. Mấy cái bình này là cũng là rượu, toàn bộ là rượu sâm không đó. Trời ơi, quá đã luôn. À, rượu sâm mua nó là trên hàng trăm triệu không đó em. Đó. Đây rượu nữa. Bộ bàn ghế này nhiêu tiền? Hình như con chị nó mua là 350 triệu đó em. Đúng rồi, gõ mà. Gõ đỏ không hả? Rồi chơi đồ cổ nó có chiếc 6-7 cổ nó gì vậy? Trời ơi, nhà chị thôi xe minh mông. Bà ra mua là để nó, mua nó để chơi chứ đâu có đi, nó đi xe hơi không hả? Trời ơi. Con chị 2-3 chiếc xe hơi lận. Dạ. Mà em biết không, ở đây là chị là xe cổ là cũng như Tết này á, là về là như đây, chứ còn còn công trình nữa. Tại vì không phải chị phe, nhưng mà chị nói thực tế, không biết nói vậy có nói ta nọ, ta nói mình nổ không em? Không sao đâu chị, thì mình có sao mình nói vậy thôi chứ có gì đâu. Thì tại vì tới mấy chục chiếc là. Rồi mà mình có thật mà, chứ đâu phải là không có đâu. À, thì đó, thì mấy chục chiếc, nhưng mà cũng như cái này là như Tết, thì cái nào mà làm công trình cũng như là xong rồi á thì về. Còn một số á, mà như là còn ở công trình nữa, chứ không phải là nhiêu xe đây. Dưới đây là chỉ chiếc nào xong thì mới đem về thôi. Dạ. Rồi nhà chị còn cái nhà nữa chứ không phải nhà đây. Chị nói là em biết liền. Chị quay một vòng. Quay từ từ. Đó, đúng rồi. Đó, rồi. Tiếp tục xe. Ừ. Rồi ok, chị lấy ghế lại ngồi đi ha. Chị ngồi xích qua bên trái chút xíu, kéo ghế qua bên trái xíu. Rồi ok. Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ chương trình chào chị. Dạ, chị xin chào em. Rồi chị chào khán giả cộng đồng mạng nha chị. Chị xin chào hết tất cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một lời chúc thân thương nhất. Dạ, cảm ơn chị. Chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của chị luôn nè. Chị tên Phạm Thị Mạnh. Chị trong giấy chị thì sinh năm 1960, nhưng mà tuổi thật cái chị thì sinh năm 1961. Chị Mẫn hả? Mẫn chị Mẫn hả? À, chị Mẫn dạ dạ chị Mẫn 63 tuổi. Tính theo tuổi thiệt của chị là 63 tuổi đúng không? Thì chị sinh năm 61 đó em. Thì 61, năm nay chị 63 tuổi. Chị Mạnh 63 tuổi. Chị Mạnh đến từ đâu? Chị ở thị trấn Bến Lức em. Rồi, đến từ Bến Lức. Chị Mạnh nè, chị có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Chị đồng ý em. Yeah. Mọi khiếu nại của gia đình chị cũng như bản thân chị sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được.
Chị đồng ý. Chị Mảnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói của mình ha. Chị đồng ý. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của chị Mảnh hiện nay ra sao chị? Chị ông xã chị đơn vị chị nay cũng khoảng 20 năm rồi ạ. 20 năm. 20 20 năm anh với chị được bao nhiêu người con? Chị có hai người con trai. Yeah. Các con trai của chị đều sống chung với chị hả? Con của chị thì coi như cái cất nhà cho hai đứa ở hai ở cặp nhà hai cái nhà cặp kè nhau đứa cái. Rồi nói chung là đứa nào cũng thành đạt hết rồi, không phải là nhà đó rồi nó cũng còn nhiều nhiều chỗ để làm ăn nữa em, cũng như wow. Chị là nó nhiều chỗ làm lắm, nó nói chung là thành đạt á. Dạ. À, chị Mảnh nè, chị có thể mình gỡ cái cặp kính xuống được không chị? Được. À, đúng rồi, để cho mọi người được chiêm ngưỡng nhan sắc chị rõ hơn ha. Hiện nay ở bên lức nhà của chị Mảnh đang ở đó là nhà của chị luôn hả chị? Nhà thì coi như mấy mẹ con á, cũng như là cái trước cái cặp nhà lầu ở trên đợi trển á, thì như là chị cất chị cho con chị, rồi chị cũng cho tài sản nó, rồi còn xuống đây á, thì con chị cũng đứng ra nó mua đất nè, dưới đây nè mua 4 công cái phần này nè. Yeah. Rồi giáp đất rồi mấy mẹ con ở cái đâu có ai đâu. Yeah. Chị là chị cũng là một nữ doanh nhân thành đạt dữ lắm rồi ha. Thì hồi trước mà chưa đi vậy á, thì chị làm về bên đó là đủ thứ chị hết á, đủ thứ nghề hết á, nhưng mà chị cũng như là giống như em nói vậy đó, giống như doanh nhân ha. Đúng rồi. Hiện nay chị đang làm công việc gì? Chị thì giờ coi như con chị giờ nó quá trời công việc rồi, nó làm thôi. Giờ chị ở nhà thôi, chị ở nhà, chị giữ nhà với giữ xe cộ đồ nãy em cũng thấy đó. Dạ. Yeah. Rồi nói thì cũng hơi tế nhị chút, thì chị cũng có biết rằng con chị nó có vậy, nhưng mà phần chị thì cũng có một số tài sản riêng. Ừ. Thì chị cũng gửi vào ngân hàng, và đồng thời ví dụ như chị cũng làm về bên nói sao ta? Về bên cũng như là cầm cố tài sản rồi vậy đó. Dạ. Có nghĩa là mình làm bên giải ngân ha, mình nói cho nó giải ngân. Hồi nãy lúc đầu chị nói là chị có hai cái nhà làm phòng karaoke nữa đúng không? Đúng rồi. Coi như đây là nhà cái nhà này là chị mới cất đây là 4 năm. Có yeah. Nhà ở trên ngay đèn xanh đèn đỏ ngay đường vô Chinh Lu á. Yeah. Là coi như một cặp nhà đó là chị cất nay lâu rồi. Chị cặp nhà đó chị cất lâu rồi. Karaoke là con chị nó kinh doanh hai đứa, nhưng hai đứa trai thì chị cho hai căn đó. Rồi yeah. Giờ nó kinh doanh karaoke, giờ nó vẫn còn kinh doanh. Là mặt tiền mỗi một đứa là chị coi như chị cất một lần lên là giờ là 20 mét mặt tiền. Rồi chị wow. Cho ba đứa là một nửa, mà một bên thì 3 tấm, một bên thì 3,5 tấm. Rồi em biết chỗ đó rồi, chỗ đó là nhà đất ở đó tiền không đó. Thì đó, chỗ đó đó em. Karaoke kế con cưng đó đúng không? Đúng sát bên luôn. Ừ, trời. Chỗ đó đất ở đó là giá ngút trời mây luôn á. Đúng rồi, chỗ đó giá cao lắm. 2 căn mà 1 căn 3,5 tấm nữa, trời ơi. Vậy... bây giờ đúng làm gì nữa, giờ trời giờ chỉ có ngồi không... cái gì cũng có hết, nhưng giờ thiếu một cái ha. Xuống đây thì chị mua cái chỗ chị ở đây là 4 công, hơn 4 công. Ừ. Rồi hồi xưa là quê gốc chị ở đâu?
quê ruột của chị là ở trong Thanh Hà, Thanh Phú em, ở À, Bến Lức đi. trong Thanh Hà ha. À, rồi xuống đây là mua cái phần này là 4 công rồi xây hàng rào hết. Rồi nãy em thấy nó được để xe để đồ với tất cả nhà, nhà nhỏ nhỏ vậy ở thôi. Nhà nhỏ quá, nhà chị nhỏ quá, em thấy nó quá nhỏ luôn, chị quá khiêm tốn rồi. Một cái hồi nãy em lúc đầu video em có hỏi chị một cái bộ bàn ghế nhiêu, rẻ rẻ quá có 300 mấy à, bộ bàn ghế ngồi rẻ quá có 300 mấy à Chồng con đâu có nhiều đâu. ha. Đâu có nhiều đâu, khiêm tốn. Có nhiều người đó là cả cái gia tài mơ ước của người ta đó chị. Nói chung Chị con chỉ 60 mấy tuổi nè, chị thấy cũng còn trẻ, rất là trẻ luôn, mà em nghĩ chắc có lẽ cuộc sống của chị nó không có nhiều cái sự suy nghĩ, không có nhiều cái để mà lo toan ở cái cuộc sống á, nên thành ra có thể chị trẻ hơn tuổi rất là nhiều. chị tối chị vô là chị nằm chị ngủ một giấc thôi à, còn như ở nhà là chị nhân dân buồn buồn thì chị đi ra ngoài vườn, ra vườn chị cũng nhổ cỏ rồi chị làm công chuyện vậy đó, còn chị vui thì chị làm, còn chị không không chị làm biết là chị không làm vậy thôi Không, chứ em cũng. không phải nói theo chị, nhưng mà nói thật, chị như thế này, chị đi ra đường thì không ai nói chị 63 tuổi đâu. Nghĩ chị khoảng chừng 50 mấy thôi, cỡ 57, 58 thôi, chứ không ai nói chị tới 63 đâu. Tại vì có lẽ do cái nhu cầu cuộc sống của chị nó thoáng á, nên thành ra cái không có thấy cái nét già. Chị ở đây là em biết là như về đây là 4 năm á mà chị chưa có bước ra cái nhà kế bên đó, chị chơi nữa, chị không có bạn bè không có ai chung mình, cái tự nhiên cái chị cảm thấy buồn quá à. Rồi chị coi chương trình của em lâu chưa? Ôi chị coi á, tối ngày chị ở không á chị coi hoài luôn, Hoài coi á luôn. hồi nào á đã lên chương trình nào chị cũng coi hết trơn luôn á. Bởi vậy tiếng nói của em á nói lên á là coi như đối với chị là thân quen dữ lắm. Cảm ơn chị. Chị sống giống như mà mình biệt lập như vậy luôn á, chị có khi nào chị cảm thấy nó căng thẳng không? Không chị quen rồi, chị sống vậy đó rồi, còn hả thí dụ thỉnh thoảng thì cứ chị chạy về nhà trên trên Trung Nguyên cứ chị cũng chạy chạy đi chạy về, nói chung là cứ mấy mẹ con là lo kinh doanh làm ăn vậy thôi, chứ còn cũng không có tới nhà sớm chơi, nhưng mà chị cũng vẫn là và giao thiệp, như ai tới thì cũng chị cũng tiếp vui vẻ lắm, nhưng Có mà nghĩa tại vì là lo làm quá rồi quên đi tuổi thanh xuân của mình luôn ha. tại với hồi nào Nhà nuôi đi nuôi chim thái hay gì mà nó hót líu lo dữ vậy? cái con chim đó là con chim là ở ngoài trời tự nó vô nó kêu vậy đó em, Nó vô nhà luôn vậy đó hả? trời ơi, quá trời luôn, đàn nhóc luôn, nó làm hổ quá trời luôn, tại Có vì lẽ chắc nó nghĩ đất lành chim đậu. tại nhà có một mình chị không có tiếng động nữa, thành ra nó vô quá trời luôn. Mảnh là chị cao bao nhiêu? Ồ chị cao quá em ơi. Cao quá, cao cỡ nhiêu? Chị cao á chắc 1m65 có hoặc là hơn nữa, mà chị không dám nói nhiều luôn á. 1m65 đâu có cao gì mấy đâu, dáng vậy là đẹp rồi. Rồi cân nặng. Cân nặng Chị nặng hả? Chị nặng 60 kg em. 60 kg, cao 1m65, dáng vậy quá chuẩn rồi. Chị cuộc sống của chị có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào không? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh là tôi như chị á, chị sống là chị không có hơn thua, chị không có tranh đua, mà chị chẳng xe xua. Thí dụ như chị thích cái gì á, thì chị làm cho bản thân chị thì tự chị làm thôi, chứ chị không phải là nói từ người kia có vậy mà chị làm vậy, không có, là tự chị thôi.
chị sống coi như là chị nhường nhịn, không phải là mình dạy nhưng mà chị hay nhường nhịn lắm. Chị sợ như là mất lòng hay gì á. Trong gia đình anh chị em đồ thì ai cũng thương mến chị hết á. Chị sẵn sàng giúp đỡ rất là nhiều người, hoặc là anh chị em trong nhà có gì khó khăn là chị sẵn sàng. Chị thương nhau lắm, thương anh chị em lắm. Chẳng tranh đua, cũng chẳng xe xua. Một cái câu nó cũng dần quá ha. Không có tranh đua, không có xe xua, nhà toàn là đồ gỗ không, gỗ đỏ không. Không có hơn thua luôn. Ví dụ như chị nói em, ví dụ như thì mình thích đó, thì mình mua. Mình thích đó, thì đúng mình rồi. Ăn. Không, vậy đùa chơi mà, em đùa cho nó vui mà. Chị... ngoài cái những cái công việc chị làm hàng ngày đó, rồi chị nhốt mình trong nhà vậy không, không có đi đâu nữa hả? Chị đâu có đi đâu, em ở nhà lo như dọn dẹp nhà cửa rồi đó, vậy giờ thôi. Còn hỏi nếu mà chị có đi thì chị đi về ở trên nhà, trên Trung Nguyên, Trúc Giang, trên trên nhà chị chẳng hết. Chị mở hai phòng karaoke, chắc chị hát cũng hay lắm chị mới mở phòng karaoke đúng không? Trời đất ơi, khách đó hả, lúc này thì nó ế, cho còn lúc đó là em biết không, nếu mà một bên Trúc Giang á, hay hoặc là một bên Trung Nguyên á, là mỗi ngày một ngày á, là cả hàng trăm phòng, hàng trăm của hàng trăm phòng mà giờ ra vô, nên hả là coi như mấy mẹ con á, cắm đầu mà người chết luôn chứ đâu có thời gian đâu mà hát. Bây giờ thì nó nhàn rồi ha, bây giờ thì karaoke nó thường rồi ha. Bây giờ nó làm thì cũng như là đủ chi phí đồ trong nhà rồi, chứ còn cái mà làm giàu như hồi đó không có nữa em ơi, giờ ế lắm. Còn điểm mà nãy chị nói điểm mạnh, còn điểm yếu của chị á, là chị rất là sợ là chị sợ người ta bỏ rơi chị dữ lắm, nên hả là coi như hả là nếu mà chị đã bị là chồng chị đã ở có hai đứa con rồi mà bỏ chị như vậy, nên á hả điểm yếu của chị là lúc nào là chị cũng mong muốn là tìm được một người mà sao mà chị quan tâm và thương chị muốn nhiêu đó đó. Điểm yếu của chị là nhiêu đó đó, sợ bỏ rơi nữa ha. Chị sợ bỏ rơi lắm. Vậy chiếc này phải tìm cho thật là kỹ nha, chứ không thôi bị rơi lần nữa là sẽ vỡ toang luôn á. Thì nếu mà lần nữa rồi là coi như hết cuộc đời rồi. Hết cuộc đời. Đúng không em? Đúng rồi. Mà chị chỉ cần vậy đó, chỉ cần người đó là thương mình thật, rồi quan tâm tới mình, con nhiêu đó thôi. Đúng rồi. Ngoài ra là coi như hả, còn nếu mà được như vậy thì về và sống chung thì mình thương nhau thì mình hỗ trợ lẫn nhau những chuyện gì vậy đó, vậy thôi. Rồi. Đơn giản thôi. Rồi hôm nay nên chị quyết định nhờ Minh Hoàng giới thiệu cho chị ha, là chị đã tìm được những anh trên video đó rồi. Nhưng hồi nãy chị nói mà bây giờ nói vậy có kỳ không, hay là để lát? Ôi, cái đó mình để sau đi. Để nói sau đi em ha. Rồi. Thì coi như giờ chị lên đây cũng như là tùy duyên đi. Nếu ai có thấy chị thì thương chị thật lòng thì đến với chị. Mình tìm hiểu với nhau. Rồi. Độ tuổi là chị muốn anh đó khoảng bao nhiêu mới thích hợp với chị? Tuổi thì lớn cũng như khoảng 70 đổ lại, tại chị cũng lớn rồi. 63 tới 70 đi ha. À, bằng tuổi chị được không? Có kỵ tuổi không? Chị không có nghĩ gì kỵ tuổi gì trơn á, nếu mà gia nhìn mà ở hạp là được thôi. Rồi, nếu mà hạp là được ha. Từ 63 tới 70 đi ha. Thì chị cũng nhờ em đó, em nhìn coi người nào mà được thì em được thì chị được. Trời ơi, chị sống chứ bộ em sống với ổng hay sao mà em được rồi chị được. Chị giao kiểu này hơi căng nha. Cái này chị sống với ảnh chứ em đâu có sống với ảnh đâu mà em được rồi chị được. Trời ơi.
Chị á, thì nếu mà ai thương chị á, thì chị chung thủy đó, mà chị thương á, giờ chị tự nhiên á, chị muốn có người á, để là chị hả thương yêu, mà chị muốn như vậy đó. Giờ là muốn có người để thương yêu chiều chuộng ha. À, muốn có người á, để mà mình thương yêu người đó là sở hữu của mình, chứ để mấy chục năm nay á hả mình không có cái biết gì để sở hữu hết, tự nhiên nhớ lại buồn quá. Rồi. Đúng rồi, thì cái tuổi lớn lên, cái tuổi mà nó đã cao rồi, càng cao thì tự nhiên cái sự trống vắng nó sẽ làm mình rất là cảm thấy cô đơn dữ lắm. Nó sao sao á, khó để mà lột tả được. Nên thành ra nhiều khi quý vị và các bạn nào mà xem những cái video và có cô chú anh chị lên tìm cái mảnh ghép cho cuộc đời mình á, thì xin quý vị và các bạn hãy có những cái comment chúc mừng, chúc phúc cho những cô chú anh chị lên chương trình. Vì thật sự không ai muốn như thế cả, vì một cái lý do trục trặc gì đó trong đời sống nên cô chú anh chị mới đi tìm cái phần nửa còn lại của cuộc đời mình. Rồi bây giờ anh đó nè, chị có thích anh đó rượu chè gì không? Coi như chị không có nói được chuyện đó, thí dụ như là anh đó uống rượu hay là uống thuốc là chuyện của anh đó, nhưng mà thí dụ khi mà mình về mình sống chung mình thương nhau, thí dụ anh đó uống nhiều quá thì mình nói ừ anh ơi anh uống ít ít một chút để anh bệnh, chứ còn bây giờ tự nhiên giờ mình nói mình không thích cái này kia, mình đâu có quyền mà nói tới chuyện đó, Đúng rồi, không dám nói đâu. hay Nếu mà quá, thương nhau cái gì cũng được hết á, theo chị nghĩ vậy. đúng Ví rồi. dụ anh nó uống nhiều thì mình khuyên. Rồi công ăn việc làm nhà cửa của ảnh như thế nào chị? Chị nghĩ sao cũng cũng được, chứ còn hả chị cũng không có đòi hỏi cái chuyện đó nữa em à. Chứ đòi gì nữa, Sao mà chị giờ đâu có thiếu gì nữa đâu đòi. đúng rồi, chị cũng như là nhìn hai người mà phù hợp á, là được, là thương chị là được À, thôi. thì đó chị giờ chị có thiếu mỗi cái đó thôi chứ đâu có thiếu cái gì nữa đâu mà đòi hỏi. Ví dụ như giờ anh đó thương chị là về sống chung nhà với chị được không? Cũng được, Cũng được ha. Rồi nhưng mà nếu mà anh đó có thể chị tạo công ăn việc làm cho ảnh được mà. Chị cũng có nhiều cơ sở mà. thì cái chuyện đó thì mình tính sau đi, còn nếu thí dụ giờ anh đó có nhà thì chị nhà chị cũng đâu em thấy đó là chị đâu bỏ được đâu, thì thí Đúng dụ rồi. như mình tới nhà anh đó ở bữa hay bữa mình phụ mình làm công chuyện nhà cho ảnh rồi mình chạy về nhà mình, chứ em thấy như nhà này thì em thấy mênh mông đó, mà như con chị là sáng nó dậy nó xách xe nó đi làm rồi tới chiều tối nó mới về, chị ở một mình vậy đó. Thì thôi bây giờ tốt nhất là đem ảnh về ở với chị luôn, mắc mới phải chạy lên nhà ảnh ở chi một bữa hai bữa rồi cái chạy về nó mệt thôi. Thí dụ như ảnh có nhà sao, không lẽ bỏ em để về để nhà Thì quan sao? bây giờ không á thì giờ đóng cửa lại, lâu lâu cái hai ông bà về bà ảnh dọn dẹp đốt nhanh đốt hương rồi cho nó ấm cúng với nhà cái xong rồi cái bay trở về nhà chị tiếp. Thì đó ý chị nói cũng như mình đâu phải mà mình giữ quyền lợi mình đâu có được đâu, Đúng mình rồi. phải mình phải chạy về, mình phải về, nếu ảnh có nhà mình phải dọn dẹp, mình phải chăm sóc nhà cho ảnh, hay là mình ở vài ngày để cho ấm cúng rồi rồi mình mới về nhà mình, vậy đó cũng như vậy, chạy đi chạy về thôi, mình phải làm công việc phụ cho ảnh chứ. Đúng rồi. Nữ một nữ đại gia, một nữ doanh nhân mà có những cái lời nói rất là hay. Các anh mà nếu xem cái video này mà các anh không nhanh chân nhanh tay bắt điện thoại gọi đến số chương trình thì các anh thật sự là một sự đáng tiếc. Thì vì chị là một người thành đạt mà chị nói chuyện rất rất là hòa đồng, rất là tế nhị. Đó, có nghĩa là anh có nhà cũng được thì chị sẽ sẵn sàng qua nhà anh dọn dẹp phụ anh rồi trở về nhà với chị. Còn không có nhà thì đến nhà chị ở thì hai người cùng nhau xây dựng. Chị
Nói chung chị rất là thoáng ha, không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu mỗi cái tấm chân tình của anh ấy thôi. Thì các anh nào mà nếu mà thật sự chân tình, thật sự tìm một người bạn đời, thì cái đây là cơ hội để cho các anh tiến tới. Đây là cũng là một cái mẫu người phụ nữ rất là ok, thành đạt mà đối nhân xử thế rất là hay. Chị thấy nếu mà có duyên á thì anh đó về nhà chị á cũng khỏi cần phải lo bôn ba cái gì hết, về đây thì sống với chị thì chị nuôi được mà. Em biết trời, em nhìn cái chị, em nhìn chị quay nãy giờ nổi cái bộ bàn ghế chị giới thiệu khiêm tốn quá, có 300 mấy à. Trời ơi, rồi cái nhà, nổi cái nhà uống nước trà thôi mà bao nhiêu cái niềm mơ ước của mọi người. Nổi nhìn cái nhà uống nước trà mà cái giống như mình cắt ở dưới cái ao sen, đúng không chị? Đúng là dưới ao đó em. Dưới cái ao nước sen là ngồi đó uống nước trà thì còn gì bằng nữa. Cá dữ nhiều lắm đó em. Ừ. Rồi chung quanh thì chung quanh cây kiểng, mà về thì mấy anh đương nhiên phải chịu khó nha, tưới cây kiểng cũng mệt rồi đó, khỏi thể dục. Tưới quá mà mình mở motor lên cái nó tưới à. Bây giờ bắt sẵn motor luôn rồi hả? Bắt sẵn motor chứ mà còn tới bốn công nhiều lắm, còn mình mong hơn chị em đâu có thấy hết đâu. Làm sao mà tưới tay nổi em. Rồi cái đó thì cũng dễ dàng thôi, trời lại bật lên chút xíu cái ngồi uống nước trà 10-15 phút cái nó lại cái bật công tắc xuống rồi xong thì vậy thôi. Rồi bắt quá có gì đâu, rồi hai ông bà nấu cơm ăn ngồi trò chuyện rồi nói chuyện, rồi mở mảnh ghép yêu thương của Minh Hoàng lên coi. Hồi đó nhờ cái chương trình này nè mà tôi với ông mới đến được với nhau đó. Nhưng mà anh nào mà thương á ha, chị là phải nhớ á, ủa chị đồng ý, chị là phải nhớ thương chị, thương chị thật lòng chứ đừng có thương có mấy ngày cái bỏ chị thì nghiệp chị lắm. Nhớ thương chị là thương, phải thương cho nó chót luôn ha. Đúng rồi. Trời ơi, mà anh nào mà đến với chị mà không thương chị nữa thì thật sự anh đó đi đâu nữa bây giờ, không có đi chỗ nào kiếm được nữa. Đó, chị 63 tuổi mà chị e lệ giống như gái 20 không? Mắc cỡ. Rồi, bây giờ chị có cái lời nào gửi đến cho những cái mảnh ghép mà chuẩn bị xếp hàng đến với cuộc đời chị nè? Thì coi như là anh chị em nào hả, nếu mà thấy cô đơn giống như mình thì cứ lên hả, mảnh ghép yêu thương của Minh Hoàng để Minh Hoàng giới thiệu giống như mình như vậy để kiếm một người bầu bạn sớm hôm, chứ để ở mình buồn lắm nha. Rồi, cảm ơn chị. Mảnh ghép yêu thương chân thành cảm ơn chị Mảnh đã dành thời gian quý báu của mình để chị em mình có cuộc trò chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng không quên chúc chị đạt được cái ước nguyện là đầu năm mới sẽ đem được cái nửa yêu thương còn lại về với cuộc đời chị cũng như chính trong căn nhà của chị ha. Rồi, chị cảm ơn em, chị cũng năm mới chị cũng chúc cho em và gia đình được hạnh phúc vui vẻ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc chương trình ha. Xin chào. Rồi, trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào chị nha. Chào.